Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Phần đầu clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Phạm Hưng đã donate cho tôi qua hình thức Super Chat ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em Phạm Hưng rất nhiều. Dạo gần đây thì vào trong rank thì toàn là chơi full lần thôi anh em ạ. Đây không biết là lên vui hay lên buồn. Rất nhiều người là chơi full lần. Từ cái bộ full lần Saman, sau đó thì đến full lần Ngũ Long. Đấy, Ngũ Long hóa hình, sau đó là kể cả là Fallen kết hợp với Beat và Fallen kết hợp với Feather. Tôi cũng không hiểu sao, tại sao mọi người dạo gần đây mọi người lại có vẻ là chuộng với con Fallen đến như thế. Đấy, mọi người rất thích chơi Fallen, phụ thuộc vào nó. Cũng may là ngày hôm qua tôi cũng ra một cái clip mà nó không liên quan gì đến cái con đấy cả. Tôi cũng hy vọng là tiếp sau đây, cái khoảng thời gian tới là tôi sẽ ra những cái clip mà nó chả liên quan gì đến cái con đấy để cho anh em có thể là quên đi con đấy. Đấy, bớt phụ thuộc vào con đấy hơn nha anh em nhá. Bằng cách là múa những cái bộ khác cho anh em xem. Nhiều khi là bây giờ ấy, nó có một cái ám ảnh. Anh em biết là gì không? Vào trong game nhá. Đầu game là coi như là 8 ông đều mua con Unicorn để mà chơi Fallen Shaman đấy anh em. Nhưng mà tôi không chơi nhá anh em nhá. Trận này tôi mua Unicorn nhưng mà tôi không chơi. Tôi sẽ có thể là chơi Beat hoặc là chơi gì đấy từ từ. Để tôi tính. Chưa biết nhưng mà tôi sẽ không chơi Fallen Shaman đâu. Tôi sẽ không kết hợp Fallen với các bọn Drui để tôi làm clip nữa đâu anh em ạ. Đấy, có rất nhiều anh em thấy là ở trong cái clip trước ấy, ở dưới phần comment có rất nhiều anh em vẫn yêu cầu tôi làm làm cái bộ Fallen. Rất nhiều người vẫn yêu cầu tôi làm cái bộ Fallen Shaman anh em ạ. Thậm chí là có người vẫn muốn là tôi làm cả cái bộ Fallen kết hợp với cả Ngũ Long nữa. Tôi cũng không hiểu sao. Tôi đã quá là chán rồi. Đấy, nó đến cái mức độ ngán rồi mà không chơi nữa. Tôi bỏ rồi thì bắt đầu anh em lại bắt đầu vọc vào. Phải nói thật với anh em là còn nhiều lab mạnh lắm anh em ạ. Trải qua là anh em không sờ tới, hoặc là anh em không biết, hoặc là anh em chưa rồi anh em chơi, hoặc là anh em chơi rồi nhưng mà anh em lại quên mất thôi. Đấy, tôi phải nói thật với anh em là như thế. Rất nhiều lab mạnh có thể chơi được. Rồi, mùa phòng vũ nha anh em nhá. Mùa phòng vũ. Mèo này. Lại thêm một con unicorn nữa anh em ạ. Chưa biết chơi gì luôn á, thề. Định lúc đầu là định cũng là định chơi Rioter. Khổ. Anh em thấy tôi mua là tôi bỏ hết cái hàng ở trong cái cửa hàng ấy, hàng chờ ở trong cửa hàng. Cửa hàng mở rộng ấy là tôi cũng định chơi Rioter nhưng mà xong rồi cuối cùng nó lại ra con mèo ở đây thì có khi tôi lại suy nghĩ lại anh em ạ. Lúc đầu tôi thấy cái bố set, anh em thấy bố set không? Với cả có cái giáp ấy là tôi định là chơi Rioter đấy. Tôi lấy cái giáp để tí nữa tôi ghép cái giáp thép. Đấy, sau đấy là tôi thấy cái bố set thì tôi định là chơi Flame kẹp với cả Rioter. Flame kẹp Rioter thì tôi cũng chơi một trận rồi đúng không? Đấy. Thì tôi cũng định là bây giờ tôi chơi nhiều cái bộ này để cho anh em lại đam mê cái bộ Rioter. Nhưng cuối cùng nó lại ra cái con này thì từ từ đã anh em nhá, để xem nào. Thế này à. Up cấp nhỉ. Ơ sao không up cấp được. À ủa ôi. Cái này nó bị reset lại ạ. Vãi đái. Từ từ nha anh em nhá, tôi chỉnh lại mấy cái phím tắt đấy đã. Không hiểu sao mấy cái phím tắt này nó lại bị thay đổi này. Ok. Rồi. Cũng chưa chắc là Grioter đâu anh em ạ. Tôi lấy viên ma lăng nó cho nó chắc đầu game. Đầu game nói chung là những cái con ấy nó cần bắn trưởng thì nó vẫn cần ma lăng. Đấy, còn những cái con đánh tay thì nó sẽ cần là cái bố set. Nhưng mà bây giờ tôi lại chưa thấy có con nào đánh tay ngon cả. Mà con phong vũ thì nó lại không chơi bố set anh em ạ. Con phong vũ thì nó lại không cần tốc đánh. Nếu mà chúng ta chơi phong vũ thì chúng ta chỉ gọi là chém lan kết hợp với cả cướp điên các thứ thôi. Chứ còn nó không lấy đồ kiểu kia đâu anh em. Cấm đánh này, rồi thì giáp xoay các thứ này. Con đấy nó cần những cái đồ đấy. Đây này, lại Flame này. Hay thôi lại Grioter à.
Đúng không? Phương ấy mới bỏ cái búa xét rồi. Thực ra Flame phải lên được 2 mới chốt được anh em ạ. 2 sao tôi chốt luôn kiểu Dieter, Flame. Đấy, búa xét thì có thể ghép ở ra 10 cũng được. Nói chung là tôi cứ lấy hai cái món đồ mà lúc nào cũng cần. Đấy, cái viên ma lăng nhá, thì tại sao lại cần? Bởi vì là tí nữa đằng nào cũng sẽ phải cho mấy cái con Dominator nó cầm. Đấy, cầm cái Blink để úp lồng sớm. Nếu mà không có Blink ấy thì cái đội hình đấy nó sẽ rất là yếu. Bởi vì trong đội hình đấy tôi không chơi con dơ suộc nha anh em nhá. Đấy, tăng mana là tôi sẽ bị trùng với cái bộ mết. Đấy, tôi chắc chắn tôi sẽ ưu tiên cho cái con Phượng Hoàng hơn. Nên là tôi sẽ không có chơi con đấy. Thế nên đằng nào tôi cũng sẽ phải lấy một viên ma lăng. Đấy, còn búa xét thì thực ra búa xét chỉ đầu game thôi anh em ạ. Còn cái trấn phái ấy, thực sự của cái bộ Gladiator là chính là cái hai tia. Ồ, thôi không được rồi, không được rồi anh em ạ. Không phải. Không phải, đấy, chốt luôn nha anh em, bán luôn. Không phải, thế là tôi biết là chơi gì rồi. Đó, quay xe liên tục anh em ạ, quay xe liên tục luôn. May mà tôi lấy những cái món đồ mà nó gợi mở đấy, tôi không chốt cái búa xét đấy. Vừa ra một con heo cái xoay luôn. Không nói nhiều anh em nhá. Ra heo một phát là tôi bán Flame luôn. Lúc đầu còn đắn đo không biết là chơi cái thể loại gì, nhưng mà khi mà đã ra cái con này ý, thì anh em biết là gì không? Anh em đoán được chưa? Rồi, ok, chốt rồi đấy. Sẽ làm một cái đội hình hay ho để chơi nhá anh em nhá. Hôm nay sẽ làm một cái content hay ho. Làm một game show giải trí cho anh em luôn trong cái buổi tối ngày hôm nay luôn. Ok. Gladiator cũng vừa mới chơi rồi đúng không? Nên là tôi cũng lé lé chút. Để xem là chơi cái gì ngon. Đấy thì anh em thấy có heo với mèo, chắc chắn là đội hình mèo heo rồi. Chứ còn cái gì nữa. Đội hình mèo heo chắc là các anh em có thể là một vài anh em đã biết, còn một vài anh em vẫn chưa biết đúng không? Hôm nay chơi. Anh em nào chưa biết thì hôm nay sẽ biết, còn anh em nào biết rồi thì hôm nay tiếp tục xem để có thể là chứng kiến cái sự coi như là siêu khắm bựa ở bộ này. Nhưng mà chơi bộ này bọn nó chửi kinh lắm đấy. Rồi. Chốt thế đấy anh em nhá. Chơi cái bộ này mấy cái người mà cùng chơi ấy, người ta chửi ghê lắm anh em ạ. Rồi từ từ bình tĩnh không. Không phải vội, bộ này là chơi solo sớm anh em nhá. Luôn ở 7. Thậm chí là 6 cũng được ấy. Dạo ở đây thì cũng có rất nhiều người chơi cái bộ này. Nên là tôi lại gợi ý cho anh em này, nếu mà chơi có nhiều người chơi Nai ấy thì có thể là anh em sẽ đánh những cái bộ như Witcher ấy, nó ngon lắm anh em ạ. Ừ đây rồi. Rồi. Để tính xem ra sao gặp ai nha anh em nhá. Tính xem là gặp cái thằng có chuỗi chưa? Gặp rồi. Gặp cái thằng Ri00 à? Ri00 cũng không mạnh lắm. Không mạnh lắm mặc dù là có 2 sao rồi đấy. Gia Bảo chào tôi đấy. Đó. Chào anh em Gia Bảo cái. Bây giờ ấy tôi vẫn sẽ giữ mấy cái con mech và mấy cái con giống kiểu con Skull Hunter. Được đấy. Từ nha, để xem nào, bây giờ bỏ gì ra cho nó hợp lý. Trận này không những là mèo heo mà còn cây nữa à. À, mèo heo cây đúng không? Tạm thời cái round này gặp một cái round tương đối yếu anh em nhá. Gặp là tương đối yếu nên là tôi muốn là có một cái công nghệ mech ở trong round này. Để xem nào, đồ này vẫn chưa ngon lắm anh em ạ, từ từ đã. Chưa biết ghép gì. Ok. Rồi. Free roll một cái thôi. Ok.
Không có gì thôi. Hơi đen nhỉ. Không có gì thôi anh em ạ. Thế thôi. Rồi, như này nó mới mắc binh được. Thực ra ở đây nhá, tôi vẫn muốn đợi một cái gì anh em biết không? Chính là cái găng Takira. Đấy, tí nữa mà ghép cái găng Takira đẩy nó ác anh em ạ. Cái găng Takira nó đẩy ác lắm. Nhưng mà nó phải có găng Takira cho cây cơ. Mà thôi, bây giờ chưa chốt được đồ đâu. Đã chơi xác định chơi đẩy nhá, là phải ghép găng Takira đẩy cho nó ác anh em ạ. Chỉ sợ bị chửi. Tí nữa cả tất cả chửi tôi, quay ra chửi tôi, tôi chắc tôi phải bắt đền anh em mất. Cô lần này, cô lần 2 sao. Khỏe đấy, không khỏe đấy nhưng mà bạn ơi, tôi đang siêu đẻ đây này. Siêu đẻ là nhiều lắm. Ok. Có lẽ giải tán mấy cái con này thôi anh em ạ. Bây giờ nó muộn rồi. Bây giờ đến ra 15 rồi anh em ạ, phải form thôi. Bây giờ là form chuẩn mèo heo thôi chứ còn không có có kết hợp mấy cái con mech để kiếm công nghệ mech được nữa đâu. Rồi tầm này muộn rồi. Tôi vẫn quyết định là tôi không lấy cái Blink nha anh em nhá. Tôi sẽ giữ ở tôi lấy cái găng Takira cơ. Găng Takira nó mới ngon. Con cây này nó phải có găng Takira. Nó đẩy nó khủng khiếp luôn. Chứ còn Blink ý nhiều khi nó cũng không ngon bằng đâu anh em ạ. Blink nhiều khi bay xuống cái xong bị bắt chết luôn. Ở phía dưới là nguy hiểm lắm. Hàng dưới là phải rất nhiều đồ tăng. Con cây này nó không phải là cái con mà tăng giỏi. Nó không phải là mấy con khỏe trong cái việc là tăng cơ. Nó chỉ đứng đằng sau thôi anh em ạ. Nó gọi đệ ra. Lại một thanh liên định eco đến chết à? Còn 36 máu kìa. Ui trận này gặp siêu đẻ mấy cái thanh liên eco thì xác định gì còn gì nữa. Ôi rồi ôi, ôm 50 tiền chuối cộng 9 để làm cái gì đâu, còn 36 máu. Không nhích được. Lại xác định top 8 rồi. Ôm 50 tiền định up cấp từ từ lên 8 lên 9 đấy. Với chuối là chuối cộng 15 à. Định eco lốt ra 15 đây mà. Thường vào những trận đấu ấy mà có beat này, có siêu đẻ, có Saman thì tôi khuyên chân thành luôn. Không bao giờ eco đến round 15 anh em nhá. Eco round 11 thôi. Sau round 11 đến cái vòng lập thứ hai ấy là xả tiền mà cắt chuỗi những cái thằng đang có chuỗi. Bằng những cái line up mà khỏe giai đoạn giữa game. Quá kinh khủng anh em ơi. Tôi mới còn một sao thôi nhưng mà cái bộ này nó cũng chỉ cần như thế. Thằng nào gặp vớ vẩn là mất cũng phải 15-20 máu đấy. Không ít đâu. Đấy, 18 máu anh em thấy không? Không ít đâu anh em ạ. Bộ này roll ở 7 rồi anh em nhá. 7 cho nó nhiệt. Tí nữa ấy, tôi roll ở 7 rồi kiếm hai con cây. Xong kiếm thêm con dơ so nữa. Cho hai con vào. Đấy, cho hai con heo. Hai con heo 2 sao này, hai con cây 3 sao. Đấy, form ở late game. Trời ơi, nghe đã thấy là đã thấm ướt nước mắt của đối thủ rồi. Chơi cái đội hình mà lấy không biết bao nhiêu cái sự ức chế của đối thủ. Thật, chơi cái đội hình này nói chung là tôi cũng phải hạn chế. Bị chửi nhiều mà anh em. Chơi mấy cái bộ siêu đẻ là chửi nhiều lắm anh em ạ. Anh em nhớ có cái đợt mà tôi làm thành cái trend siêu đẻ ấy. Đấy, ra một cái series siêu đẻ cái. Ôi, cái đợt đấy. Xong rồi trong lành toàn siêu đẻ luôn. Và tôi chơi cái những cái trận tôi chơi ấy, vấn đề là ở trong game ấy, người ta cũng kiểu người ta cũng cục ấy. Thế là người ta chửi xong rồi là xem cũng thấy sướng bởi vì đẩy được nhiều người ấy. Anh em nhìn thấy thích. Thế là anh em cũng muốn đẩy như thế. Anh em cũng muốn được đẩy như thế. Thế là anh em vào anh em toàn chơi siêu đẻ. Đấy, cũng phải có những cái trận như thế này để anh em có thể là thay đổi đi. Đấy. Thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách chơi. Chứ còn anh em cứ phô lần nữa. đều anh em ơi, thật chết rồi. Được đấy anh em ạ. Rồi nha, luôn tí. Đều rồi. Một con cây nữa.
Ui, nhưng mà chưa có dơ so. Cần con dơ so. Đấy rồi. Ui rồi ôi. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Từ từ đã, đồ có lấy Kira không nhở? Hay là cái giáp? Thực ra ấy là tôi cần một cái giáp thép anh em ạ, chưa có giáp thép, cái vấn đề đấy. Đội hình này cần giáp thép nha anh em nhá, một cái thôi. Phải có. Từ từ bình tĩnh. Bởi vì làm sao anh em có biết không? Tôi có dơ so rồi, tí nữa tôi ghép dơ so vào. Có dơ so ấy thì cũng không cần phải găng tay Kira đâu. Đấy, tôi sẽ cho một cái slot cho con đấy. Còn khi nào mà chúng ta bỏ dơ so đi ấy, thì chúng ta lại lấy cái găng tay Kira. Tức là sẽ lấy ở giai đoạn sau anh em nhá. Còn cái giai đoạn này ấy, thế nào tôi cũng sẽ ghép thêm cái con dơ so vào thôi. Tôi sẽ bỏ vào sớm thôi anh em ạ. Hay quá mà cho gặp cái thằng có chuỗi đi nào. Cắt chuỗi phát. Ú đều ơi. Hay quá bạn ơi. Ôi hết tiền luôn nha anh em nhá. Ú đều ơi. Thêm được cái gì không? Giữ so 2 sao đi cho nào. Mèo lên được 2 sao. Ok. Rồi. Ok. Ơ cái thằng kia là mất bố chuỗi rồi kìa. Chán thế nhờ. Thì tôi qua tôi lại chả ăn được cái gì cả. Chán vậy. Chắc chắn là tôi ăn rồi. Anh em ơi cái đội hình này nó đẩy khét lắm. Ôi kìa, đừng bảo thua nhá. Làm sao mà thua? Ừ, hai con heo. Hai con heo 2 sao. Làm sao mà thua? Anh em thấy không? Đẩy ghê lắm anh em ạ. Nhưng mà tiếc quá nó lại mất cái chuỗi anh em ạ. Đẩy tiếp phát nữa để gọi được hai con 2 sao nữa. Quá căng. Trời ơi, 97 máu mà bị đẩy bao nhiêu đấy? 22 máu. Khủng khiếp quá anh em ơi. Có lên luôn tiếp không nhỉ? Xả mạnh thêm phát nữa không? Từ từ đã, chuyển đồ đã anh em nhá. Chuyển đồ cho cây đã. Mèo bây giờ còn một con thôi, không chơi được à? Chuyển đồ cho cây đã. Mà tôi cũng vẫn là xả, nhưng mà chắc là tôi xả theo kiểu tôi up cấp rồi anh em ạ. Xả hết tiền đẩy cấp lên nha anh em nhá. Đội hình này nó phải có tăng mana thì nó mới khỏe được. Đấy, ở giai đoạn này chưa có những cái món đồ mà tăng mana nhiều, nên chúng ta kẹp thêm con này vào để nó khủng khiếp anh em ạ. Ui, thằng này chắc chắn xác định luôn. Không nói nhiều. Mất nhiều máu lắm đấy anh em ạ. Ôi rồi ôi anh em ơi, thằng này bao nhiêu máu? 67 máu ấy. Chỉ còn 67 máu thôi bạn ơi. Nên nhớ là bạn chỉ còn 67 máu mà. Nhìn đây. Ôi rồi ôi, bao nhiêu đây? Ui, vẫn sống. Càng sống thì càng đẩy nhiều. Thật chết rồi bạn ơi, bạn chết đi nhanh lên. Không là bạn toang đấy. Ui mẹ ơi, vẫn tăng mana kìa. Giờ so vẫn sống. Ôi rồi ôi, anh em nhìn kìa. Bao nhiêu máu, mẹ ơi. Quả này 30 máu là ít. Hỏng rồi bạn ơi. 67 máu. Kiếp quả này nó chửi tôi chết luôn ấy. Chết rồi. Ui rồi, bao nhiêu máu đây? Ôi rồi ôi, 39 máu. Vãi đái quá đi mất thôi anh em ơi. Đối thủ từ 67 máu xong đẩy một phát 39 máu luôn. Làm một phát xuống còn 28 máu. Vãi đái. Rồi ôi, thế này thì họa rồi. Gây thù chuốc oán thế này thì họa rồi Tuấn ơi. Lấy luôn cái này. Mẹ ơi, ác quá anh em ạ. Lấy luôn cái giảm hồi chiêu luôn này. Ôi mẹ chết. Clyde à? Ôi nhưng mà Clyde này không có đam. Có chuỗi không nhở? Ôi đứng đúng ở vị trí con cây. Cấm chết con cây của tôi rồi. Chán quá, để ở vị trí hơi sai. Để vị trí hơi sai anh em ạ. Vớ vẩn mất chuỗi không nhở? Bọn này trâu lắm. Meta mới kiểu được bắp giáp ngầm ấy. Cây chết rồi. Không ổn. Không ổn, ăn được không? Ui mẹ ơi, ăn cái kiểu gì?
mất chuối cho thằng Clyde mới gọi là ngu người chứ. Thực ra thì Clyde này thì cũng không sợ lắm ở late game. Thôi thì cũng được anh em ạ. Tôi nghĩ là có thể là giữ cái chuỗi này lâu hơn. Thôi giờ thế thế thôi, lại đánh từ từ vậy anh em ạ. Lại đánh từ tốn thôi. Từ tốn thôi anh em nhá, bởi vì là những cái nhà trên ấy là những cái nhà mà cũng khỏe đấy. Late game khỏe đấy anh em ạ, không yếu đâu. Như là cái nhà gia bảo ở phía trên là chưa beat. Đấy. Đang có chuối cộng 5 nha anh em nhá, chơi beat đấy. Nên là cũng là đẩy cũng ác lắm, không đơn giản đâu. Cái thằng Clyde thực ra là cũng không sợ, đội hình này không sợ Clyde bởi vì là con mèo nó gây sát thương thuần. Tí nữa hai con mèo hai là chơi được ấy mà. Một cặp mèo hai là chơi được nha anh em nhá. Garon xong rồi ta bỏ những con unicorn ra thôi. Thôi rồi, bây giờ tôi lại tích tiền lên 50 tiền anh em ạ. Quả vừa lấy là xả tiền để đẩy cho nó nhiều ấy. Nhìn như nó sướng ấy nhưng mà coi như là kế hoạch là bị phá sản. Ok. Gấu là ai? Được. Gấu mèo heo luôn. Chơi gấu mèo heo luôn. Được không? Như này chúng ta sẽ có beat. Ok. Chứ rồi ấn nhầm rồi anh em ơi. Ủi giời ơi, thế thôi lấy cái chén thành vậy. Tôi bị cái không phải là tôi ấn nhầm mà là cái loot của nó ấy. Cái phiên bản PC này nhiều khi nó bị như thế anh em ạ. Cái tay của tôi nó cứ đảo qua cái phần thao tác của màn hình thôi là tự nhiên nó chọn thế như này. Tôi không định lấy cái món đồ đấy. Khổ quá đi mất thôi. Thôi được rồi. Đằng nào chop thì cũng lấy cái chiến thành vậy. Ui anh em nhìn này, tôi đẩy thằng Hunter này. Ui. Đây rồi anh em, cái giáp thép. Đấy, vừa lấy tôi phải hy sinh cái găng tay Kira, tôi lấy cái giáp thép đấy. Có giáp thép tôi đẩy cho ác anh em ơi. 29 máu. Ui cái tầm này bây giờ nó lên rồi. Gọi là cái tầm 30 máu rồi anh em ạ. Đẩy bây giờ nó tầm lên 30 rồi. Chứ nó không còn là mười mấy với 20 nữa đâu. Kinh khủng quá anh em ơi. Rồi, giáp thép thì đứng tụm lại một chút để lấy cái hiệu ứng giáp thép anh em nhá. Ok. Giáp thép thì đứng tụm thôi anh em ạ. Không là nó phí cái giáp thép thôi. Cứ giáp thép thì cứ tụm lại một chỗ là ok. Rồi. Vãi cứt thằng này lên level 8 kẹp thương một lần. Ở trong bộ này để làm cái gì? Nên là không có slot gì tự nhiên ra một con Fallen 2 sao up luôn, cho vào luôn nhỉ? Ảo thật đấy. Ảo thật đấy bạn ơi. Lần này tớ trả thù lại. Có được không? Trầu quá anh em ơi. Bọn này nó trầu thật sự. Vẫn thua anh em ạ. Ui con Fallen nó khỏe nữa chứ. Khỏe thật đấy. Tôi giết được con nào hay con đấy. Heo vẫn sống được. Ơ kìa. Vẫn ăn này. Vẫn ăn này anh em này. Vẫn ăn này. Vẫn ăn này. Ui lại gọi ra thêm con nữa. Hay quá. Ôi rồi ôi. Lại gọi ra con phô lần làm cái gì không biết. Nhưng mà vẫn ăn anh em ơi. Đấy. Cái bộ này nó khỏe mà. Cái vấn đề nó chính là cái giáp thép đấy anh em. Có giáp thép vào ấy. Nhưng cái con đệ xung quanh nó cũng được cộng giáp anh em ạ. Ngoài ra ấy thì cũng trừ giáp của đối thủ luôn. Đấy. Ở cái món cam ấy, chúng ta lấy cái giáp thép, giáp cuối ấy, chúng ta còn được cộng cái gì nữa, cộng cả tốc đánh nữa cho những cái con xung quanh. Nên lấy cái món đồ đấy ở trong cái đội hình này nó rất hợp lý luôn. Đồ này, mấy cái đồ đam này là phế, không dùng đến. Chơi đội hình này không dùng đồ đam anh em ạ. Ơ thằng kia quyết luôn đấy hả? Vậy thằng con hay chơi cái kiểu gì mà gặp tôi rồi quên luôn vậy? Ức chế à? Có phải không? Có phải thế không nhở? Tôi cảm giác như là ức chế lắm ấy. Đây này anh em nhìn này, cả cái thằng này nữa nhá. Thằng này gặp tôi rồi cũng ức chế lắm đây. Tôi có hai con unicorn nó hồi máu anh em ạ. À. Sau đó lại một đống giáp thép ở đây nữa. Anh em nhìn xem. Heo nó đẻ nó gọi đệ liên tục. Đấy. Cả con cây nó cũng gọi đệ nữa.
Nhưng mà thằng này nó có cái con gấu mết nó clear. May đấy, may cho cậu ấy. May cho cậu là tớ mới có hai con mèo thôi. À mới có một con mèo thôi. Nên là mấy cái con clay này là đánh vào giáp rồi không thấm anh em ạ. Tí nữa phải hai con mèo hai sao. Vừa có đam lại vừa đẩy được kinh. Mấy cái thằng này thì bây giờ thì chúng ta không ăn được đâu. Gia bảo xanh chưa kìa. Chơi beat đấy anh em ạ. Beat vô lần. Nhưng mà bộ này của tôi ăn được beat. Yên tâm. Bộ này lúc này nó chỉ sợ lai thôi. Tí nữa thì nói chung là không ngán bộ nào nếu mà nó đủ form đủ đội hình. Bây giờ chưa form được mắc binh anh em ạ. Xong rồi 50 tiền mà roll thôi. Cây 3 sao rồi gấu 3 sao. Hai con heo 2 sao, hai con cây 3 sao, hai con whisper seer 3 sao. Đấy, còn 9 hunter thì thoải mái đi nhá bạn nhá. 9 hunter này. Này mà cái trận này nhá, cái thằng này nó có người lùn đúng không? Nó kích lùn thì nó chết với tôi rồi. Bởi vì làm sao, kích lùn thì cứ bắn vào mấy cái con đệ thôi. Xác định luôn là kích lùn thì trận này đẩy sấp mặt luôn. 22 máu đi luôn không? Đấy, anh em thấy chưa? Vớ vẩn đi luôn này. Vớ vẩn đi luôn này. Ui dồi, đúng thật luôn anh em ạ. Ôm 50 tiền chết luôn mà. 9 Hunter tự tin thế. 9 Hunter nó chỉ ăn được những cái bộ khác thôi, nó không ăn được bộ này đâu anh em ạ. Rồi từ từ đã nha anh em nhá. Thêm cây nữa. Hai con cây nữa thôi anh em ạ. Hai con Whisper Seer nữa thôi. Và chúng ta sẽ có hai con 3 sao. Cái trận đấu này tốc độ đẩy nó kinh khủng lắm anh em ơi. Anh em nhìn kìa, mới ra 25 rồi đấy, chưa ra 30. 25 bay hết màu rồi. Đấy, còn những cái nhà trụ lại là những cái nhà mà tương đối khỏe. Có một thằng vừa lấy nó đẩy một phát, nó đẩy 39 màu. Nhưng mà đấy là tôi còn chưa mắc binh đâu. Tí nữa mà tôi có hai con heo nhá, hai con heo 2 sao, hai con Whisper Seer 3 sao. Đấy, kết hợp với cả hai con gấu, hai con gấu 2 sao nữa. Thì tôi nghĩ là 50 màu nó là quá là bình thường. Tôi nghĩ là như thế. Đây rồi, sắp thép anh em ơi, chắc chắn là. Ok anh em nhá. Tiếp rồi. Bình tĩnh. Bây giờ là chúng ta phải đánh cho late game chứ không phải là đánh ở trong cái thời điểm hiện tại đâu. Đánh là đánh cho late nha anh em nhá. Late game đấy. Nên là không có xả tiền quá gắt ở giai đoạn này được. Qua cái giai đoạn mà xả tiền nhiều để đẩy người ta đi rồi anh em ạ. Bây giờ là những cái nhà còn lại ấy là những cái nhà rất khỏe. Chúng ta phải có tiền để chúng ta form đủ bộ. Không xả tiền gắt giai đoạn này anh em nhá. Có thể là thua hoặc thắng thôi. Bởi vì bây giờ cái tầm này nó lên cái tầm mà khỏe hơn ấy thì nó sẽ phải mất một thời gian đấy. Những cái đội hình còn lại là những cái đội hình rất mạnh. Nó sẽ phải mất một thời gian để tôi form được con heo 2 sao 2 con và con Whisper Seer lên 3 sao 2 con. Đấy, ngoài ra thì cũng phải có mèo nữa. Mèo cũng phải lên được. Nói chung là mèo không lên được 3 sao thì ít nhất cũng phải 2 sao, 2 con 2 sao. Nên là cái tầm này ấy, thì thôi thì cũng chấp nhận thôi anh em ạ. Con này bây giờ nó khỏe rồi. Không ăn được đâu. Đấy, thậm chí là cái thằng Ri không không kia nó còn cắt chuỗi được ở cái thằng Beat kìa. Khỏe chưa? Đấy, 9 mét luôn. Nhưng cái tầm này chưa ăn được đâu. Đánh bình tĩnh thôi. Đây rồi. Đây là một con nữa. Trứng này. Đập cho mèo thôi. Đập mèo anh em ạ. Whisper Seer tự ra thôi anh em ơi. Đập trứng làm gì đâu. Lại heo này. Cho một con Whisper Seer nữa. Gấu. Ok, một con nữa thôi. Đây rồi anh em ơi. Đùa đấy. Hai con 3 sao. Ồ. Đây rồi anh em nhá. Đây rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Ui mà gặp thằng này cũng không ăn thua. Gặp thằng này không ăn thua anh em ạ. Chưa. Vẫn phải còn một cái bước chuyển nữa mới ăn được cái thằng này. Thằng này thì nó lại to quá. Vào phát, nó xoay quạt phát là bay màu rồi, cả đội hình rồi.
Bây giờ cho hai con heo vào thì cũng được. Đấy, hai con heo 2 sao. Nhưng mà tôi muốn kiếm một con gấu nữa. Tôi muốn kiếm một con gấu nữa anh em ạ. Tạm thời chấp nhận là sẽ bị cái thằng mết nó đấm nhá anh em nhá. Chúng ta giữ cái đội hình ở đây đâu. Tạm thời chấp nhận là thằng mết nó đấm tôi. Đấy, thằng mết nó đấm được à. Đây rồi, có cái món đồ ấy rồi anh em ạ. Găng tay Kira. Hợp lý. Đấy, bây giờ có găng tay Kira nó hợp lý rồi. Găng tay Kira thì nó sẽ không cần con dơ so nữa đâu. Rồi. Ok. Thôi được rồi, cái đoạn này thì chúng ta lại đánh bình tĩnh thôi. 51 máu anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Bởi vì đối thủ mạnh lắm. Chưa ăn được đâu. Đợi một chút. Đẩy được từ nào hay từ đấy thôi. Đẩy được từ nào hay từ đấy thôi anh em ơi. Ok. Thực ra khó mà có thể đẩy được. Tôi nhìn là tôi biết. Cái con Sekelancer lên 2 sao rồi ấy, full đồ á. Bây giờ muốn ăn được ấy thì chúng ta sẽ phải chuyển một cái đội hình mà vừa ăn beat lại vừa ăn được cái bọn 9m. Đấy. Rồi ok, tôi bỏ con này đi nhá. Tôi sẽ pick vào những cái con sâu, những cái con bọ ở trong này. Đây rồi. Chúng ta chuyển dần sang insect anh em nhá. Bây giờ chỉ có insect thôi, chân lý rồi. Insect đánh về late game. Ok, insect thì tôi sẽ bỏ con dơ so ra. Tôi bỏ luôn cả con unicorn đi. Đấy. Rồi cho heo vào. Ở level 9 nữa thêm một con heo 2 sao. Thêm một con heo 2 sao và thêm hai con insect. Thế là chơi được. Hoặc là thêm một con gấu. Thêm một con gấu 2 sao nữa vào trong đội hình. Để đánh nhau với cái nhà 9m. Tầm này chắc là anh em sẽ không được nhìn thấy những cái pha đẩy kinh khủng nữa. Khó. Cái đoạn hay nhất ở trong cái bộ này nó chính là cái giai đoạn giữa game. Đẩy rất nhiều máu luôn. Tầm này người ta đẩy tôi này. Ui ôi chết rồi. Thôi phải kiếm insect thôi anh em ạ. Không là toang ấy. Đây rồi. Ui vừa đủ luôn. Ok. Thế là bây giờ tôi sẽ bỏ cái con so ra. Kẹp hai con heo vào. Lên 9 nó kẹp thêm được con có thể là hai con heo luôn cũng được. Bỏ con gấu à? Thế bây giờ bỏ gấu à? Bởi vì gấu bây giờ mới có một con ấy. Kẹp hai con heo vào. Tính toán làm nào để nó mạnh nhất. Thực ra nếu mà chơi mèo heo ấy với những cái đội hình như kiểu Hunter các thứ thì vẫn ngon anh em ạ. Nhưng mà đây nó là bọn beat này. Đây nó là cái bọn 9m nên là chúng ta không chơi mèo heo đơn thuần được nữa. Mà sẽ phải kẹp insect. Đây rồi, lấy cái quả trứng anh em nhé. Tôi sẽ lấy trứng. Co vẫn sẽ là con cây Whiplosia mà lấy trứng. Ok. Này chỉ bỏ được con một con mèo đi hoặc là con gấu thôi. Như này được không? Mèo ấy nó phải lên 3 sao cơ nó mới có đam anh em ạ. Mèo tầm này bây giờ yếu rồi. Nhảy nó có mất bao nhiêu máu đâu. Chúng ta thêm hiến tế, thêm beat vào ngon hơn anh em ạ. Tôi giữ lại con gấu bởi vì nó có bộ beat. Mà những cái con đệ nó gọi ra, những cái con triệu hồi ấy, nó được hưởng cái bộ beat. Nó vẫn được hưởng cái 15% đam của bộ beat. Ui. Ui. Anh em ơi.
Ui rồi ôi anh em ơi, nhìn cái round này trông có vẻ đau lắm. Ui rồi ôi, Skelet Lancer đấm đến bao giờ? Anh em nhìn kìa. Hỏng rồi, tôi lên được cái trấn phái của con Whisper Seer mà. Ui rồi ôi, quả này không biết là có phải 50 máu không? Trông đau lắm. 40 máu đi luôn à? À! Đối thủ như là trước khi bay màu cũng kịp kêu lên những cái tiếng kêu cuối cùng. Kịp thốt lên, à sau đó thì cũng bay màu. Quá kinh khủng anh em ạ. Thế thì xong rồi anh em ơi, thế thì xong rồi còn gì nữa. Round này thì làm sao mà 9 mét này nó ăn được tôi. Khó rồi. Xong rồi đấy. Đồ dồn cho heo với cả cho cây thôi. Xong rồi anh em ạ. 9 mét không có cái cửa ăn được đâu, bởi vì bây giờ tôi có hai hiền tế ở trong này này. Hai con heo hiền tế, cặp heo cặp mèo. Hai con Whisper Seer luôn. Đỡ làm sao? Tôi hiền tế cho chết biến ra insect cũng đấm chết luôn. Xong rồi bạn ơi, làm gì có cái cửa nào. Ui rồi anh em nhìn nó đầy cũng khiếp đấy, không ít đâu anh em ạ. 13 máu thì chắc khả năng đi. Ui rồi anh em ơi nhìn kìa. Đâu có ít. Đâu có ít, đâu có ít, đâu có ít đâu. Ui dồi ôi. Tôi còn đang định lên 10 chứ. Quá căng thẳng anh em ạ, 24 màu. Ra cuối cùng. Chơi với 9m nó không thể clear được luôn. Còn cái ông top 2 chơi beat. Ôi ôi, gặp cái quả 40 máu anh em ạ. Không nghĩ là cái round đấy có thể bay màu luôn ý. 40 máu là một nửa số máu. Mà cái round đấy tôi đẩy cho 49 máu luôn. Tức là 50 máu là chỉ còn một máu thôi. Nếu mà có 50 máu thì chỉ còn một máu để sống round đấy. Hy vọng là sau cái clip này tôi sẽ được nhìn thấy những cái live up siêu đẻ trong lanh anh em nhá. Tôi hy vọng cái điều đấy xảy ra để cho cái bọn Fallen nó bớt đi. Chứ còn tôi thấy dạo này Fallen nó nhiều quá nên là đấy anh em nhá, nên là tôi sẽ cố gắng là tôi làm những cái content nhiều các cái bộ hay ho hơn để phục vụ anh em, để cho anh em có những cái video clip, những cái đội hình nó hay ho, nó khác đi, cho anh em thay đổi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, cũng là siêu đẻ anh em nhá. Một trong những cái trận đấu gặp kỳ phùng địch thủ rất hay. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, siêu đẻ với mấy cái cú flop twist cuối game cực kỳ bất ngờ và hấp dẫn anh em nhá. Tin tôi thì hay lắm. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua donate cũng như là qua đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!